Thưa quý vị, mô hình camera với an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây được xem là tai mắt, là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân. Với đặc điểm địa bàn rộng, dân số đông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Quang Trung luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tỉnh, huyện, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai lắp đặt camera an ninh trên địa bàn. Các mắt camera an ninh được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu như trên các tuyến đường chính, các tuyến ngõ trọng điểm, nơi giao thông giao cắt, qua đó giúp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Qua triển khai mô hình camera thì đã phục vụ tốt cho công tác quản lý, giám sát địa bàn, hiệu quả trong công tác phòng ngừa xã hội cũng như phòng ngừa nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như công tác trích xuất, truy tìm đối tượng, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay đã có 7 trên 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thống Nhất xây dựng mô hình camera an ninh với an ninh trật tự. Qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự là tai mắt, cánh tay nối dài của lực lượng công an giúp khám phá kịp thời các vụ phạm pháp hình sự, quản lý tốt địa bàn dân cư. Từ đầu năm ngoái, qua hệ thống camera với an ninh trật tự đã cung cấp cho lực lượng công an 25 tin có giá trị, trực tiếp giúp lực lượng công an làm rõ 16 vụ phạm pháp hình sự, bắt 21 đối tượng. Cũng mong chính quyền thì cũng huy động người dân đắp thêm để đảm bảo an toàn cho hệ thống gia kiệm tốt hơn. Công an huyện sẽ tập trung chỉ đạo các cái bộ phận nghiệp vụ và phối hợp với công an các xã thị trấn tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để nhân rộng các cái mô hình, nhất là mô hình camera trên địa bàn, đảm bảo là quán xuyến được các cái khu vực địa bàn trọng điểm để nâng cao cái ý thức cũng như là vận động nhân dân tham gia công tác tấn công chấn áp tội phạm. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng công an huyện Thống Nhất sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó phấn đấu triển khai đề án mô hình camera với an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện, góp phần chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội để nhân dân có cuộc sống bình yên.